cái phần cơm cà ri gà rừng đi. Có cà ri gà rừng, cà ri bò, cà ri đậu hũ với thịt heo và thịt ớt xào. Từ từ nha, ai cũng có phần hết. Cứ từ từ. Đừng qua tôi. Tránh ra. Từ từ nha. Tránh qua bên kia. Đi tôi đi. Đi 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 đi. Gì vậy? Gì vậy? Làm dữ. Bà chủ ơi. Anh Đu à. Anh Đu xin trái tim của em có được không vậy? Anh Đu buông tôi ra. Tôi đang bán hàng. Anh say thì tránh ra đi. Ôi ghét quá à. Em trả lời anh trước đi đã. Hãy nói yêu anh và đồng ý làm vợ của anh đi em kêu. Anh Đu, anh hãy tránh ra đi. Nếu như anh không tránh thì tôi sẽ đuổi anh như đuổi chó đó. Em muốn đuổi anh đi sao hả kêu? Anh chấp nhận xuống nước lấy loại gái như em làm vợ thì đã là phước của em rồi đó kêu à. Nè anh à. Phước của tôi chính là được tát vào cái miệng chó của anh đó. Mau biến đi. Đừng có mà làm giá nghe kêu à. Nhận anh đi kêu. Ôi cái gì kỳ cục vậy? Ban ngày ban mặt. Ê, mặt của tao. Hôm nay nếu như tao không lấy được mày làm vợ thì đừng gọi tao là Đu nữa. Tôi sẽ không bao giờ làm vợ của anh đâu. Anh Đu qua đây. Ôi, qua đây. Trời ơi. Trời ơi sao đánh nhau vậy? Không biết nữa à. Ba tao là chủ cái chợ đây. Nói chưa. Giữa đường giữa sáng kỳ cục quá chừng. Trời ơi. Không được bắt nạt phụ nữ nghe chưa? Mày quá có người vô can. Mày là cái thằng nào? Em gái có sao không vậy? Đánh cho chừa cái thói đi. Dạ em không sao. Hay quá, phải vậy mới được chứ. Đánh cho chừa. Coi chừa. Ôi hay lắm. Đây đó đây. Đánh cho chừa cái thằng đó. Đánh cho chừa cái thói. Mày chạy tới đó đi. Cái thằng khó ưa rồi. Đi đâu hả? Đánh cho nó sợ đi. Nè em gái, đi đâu vậy hả? Bỏ xuống. Ôi chết đi. Em cãi anh hết kêu. Chó mày chạy. Kêu. Mày hơi lắm. Chưa có nói ăn hiếp người khác. Đánh cho nó vô. Đúng rồi. Vừa lắm. Xỉu luôn rồi kìa. Em gái dám đánh tao à? Ủa em gái. Em gái.